Cảnh báo, ăn gà rán mỗi ngày trong suốt một năm, nữ sinh 12 tuổi phải chạy thận suốt đời. Một bác sĩ chuyên khoa thận ở Đài Bắc, Đài Loan mới đây đã kể về một bệnh nhân mình từng tiếp nhận khiến nhiều bố mẹ bàng hoàng. Theo đó, một cô bé học sinh 12 tuổi rất thích ăn gà rán. Từ lớp 12 cho tới hiện tại, ngày nào cô bé cũng ăn. Ước tính cô bé đã ăn khoảng 200 phần gà rán trong suốt một năm qua. Bản thân cô thì bị viêm cầu thận mãn tính, cộng với việc ăn gà rán mỗi ngày khiến chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng, cô bé phải chạy thận suốt đời ở tuổi 12. Bác sĩ giải thích rằng gà rán ngoài giàu calo cao còn có chứa các chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng, amid dị vòng, acrylamid, kim loại nặng sản sinh trong quá trình chiên dầu nhiều lần. Những chất này ảnh hưởng nghiêm trọng tới thận và sức khỏe thể chất. Ông kêu gọi mọi người không nên ăn gà rán quá thường xuyên. Bên cạnh đó, bác sĩ còn nhắc nhở mọi người nên tránh tiêu thụ các thực phẩm có hại như là nhiều dầu, nhiều đường, nhiều muối, nhiều calo, thực phẩm chế biến sẵn, kim loại nặng. Một số những thực phẩm mà ông cho rằng có hại với thận, nhất là trà sữa trân châu, ramen, gà rán, cơm san bao và món có nhân như là há cảo. Hy vọng rằng câu chuyện của cô bé này sẽ giúp cho các bạn thức tỉnh và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình hợp lý, lành mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.